chuỗi lít thực chất của nó chúng ta dịch một cái từ khác nữa là gì? Ừ đúng rồi, ai nói xa quá, nói lớn lên tí nào. Danh sách. Như vậy thì tại sao phải kết hợp hai môn phối hợp? Array có gì hay, có gì dở? Danh sách có gì hay, có gì dở? Mà tại sao phải kết hợp cả hai vào? Thứ nhất là cái array, khi mà bạn khai báo một mảng thì bạn phải có gì? Chính xác, bạn phải có biết trước số lượng của mảng là nhiều. Nhưng đối với mảng, ví dụ như là mình có 10 phần tử, mình nói phần tử thứ 5, mình có chỉ chính xác không? Mảng chính xác, bởi vì mình có chỉ một. Đối với mảng là mình có chỉ một ha. Mình có 10 phần tử thì nó sẽ là gì? Tử mảng 0 cho đến mảng thứ 9. Và mình muốn lấy phần tử nào là mình chỉ đích thực đúng phần tử đó luôn. Nhưng có cái là gì? Số lượng phần tử phải biết trước, phải gán trước. Lớp 50 thành viên thì giả sử mình chuẩn bị cái mảng 70 đi, đôi khi mình thấy gia giảm 20 bạn. Nhưng mà lỡ như lớp của mình có 30 là tự nhiên dư đến 40 phần tử bỏ trống. Đó là nhược điểm của array. List thì sao? List, số lượng phần tử của list không cần quan tâm, cứ thêm vào phía sau, thêm vào, thêm vào, thêm vào, thêm vào, thêm nhiều cũng được hết. Cứ lấy ra, lấy ra, lấy ra, lấy ra là nó tự động nó ngắn lại ha. Bạn cứ ráp vô thôi, giống như một đoàn tàu, bạn cứ ráp 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 toa vô là tàu nó dài ra, bạn rứt ra là tàu nó ngắn lại. Nhưng mà giả sử ở trong list mình nói là phần tử thứ 3, nó không biết. Bạn muốn truy cập vào danh sách, bạn phải đi từ đầu danh sách cho đến cuối danh sách. Nó nắm tay nhau thôi, mà các thành viên nắm tay nhau cũng không biết là mình đang ở đâu trong danh sách. Mình cứ chỉ thằng đầu tiên, thằng đầu tiên dung tay một cái, thằng thứ hai biết ở đến mình rồi. Thằng thứ hai dung tay, thằng thứ ba mới biết là đến mình. Chứ còn mình chỉ định trong danh sách là phần tử thứ mấy nó không biết. Đó là nhược điểm của list. Nhưng mà nó có ưu điểm là mở rộng nhiều cũng được. Cho nên người ta kết hợp lại hai đứa này lại với nhau, người ta lấy ưu điểm thôi. Array có chỉ một, list phần tử tự do, muốn nhiều cũng được. Tạo ra được một cặp array list ha, cặp đôi hoàn hảo array list. Lấy hai cái ưu điểm đó. Như vậy thì trong cái khai báo array list, nó khác với array tí xíu. Array là mình sẽ khai báo là in mảng mở đóng ngoặc là mình có được một array, mình không có thêm từ khóa nào hết. Nhưng đối với array list thì các bạn sẽ có thêm cái từ khóa array list. A bằng new array list. Thấy quen quen ta. Vậy array list là gì đây? Là một lớp. Đây là cấu trúc khai báo lớp nè. Ví dụ như là scanner cũng là một lớp, sinh viên cũng là một lớp, chữ nhật lúc nãy mình mới viết xong cũng là một lớp. Thì khi mình sử dụng cái lớp này thì theo cấu trúc này, tên lớp biến bằng new hàm khởi tạo của lớp đó, phải không? Được chưa? Cho nên ArrayList nó là một class. A là một biến có kiểu ArrayList. Được chưa nào? Như vậy chỗ này chúng ta sẽ nói về slide 5. New, công việc quen thuộc
BS19200. Quang Bình. Slide 5. Ai tên Quang Bình thì đặt giống thầy, ai tên khác thì đặt tên của mình. Đừng có ai cũng Quang Bình hết nha. Rồi ở đây thầy dùng hàm main luôn nha. Thầy sẽ khai báo một cái array list ở đây. Thầy khai báo một cái array list. Được chưa nào? Array list. Thì cái array list này nó phải được import vào nha các bạn. Nếu mà không import nó sẽ lỗi đó. Không import nó sẽ lỗi. Array list. A bằng new array list. Và chú ý giúp thầy chỗ này. Đây là cấu trúc của ArrayList. Mở ngoặc nhọn. Mở ngoặc tròn. Mở ngoặc nhọn, mở ngoặc tròn. Nếu như bạn có chỉ đích danh kiểu dữ liệu thì mình khai báo vô cái ngoặc 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 này. Dấu lớn dấu bé này. Còn nếu mình không chỉ đích danh thì mình chưa xài. Bây giờ vô đây. A chấm. Tại vì sao nó có những cái này? Tại vì A kỹ dữ liệu của nó là gì? Là một lớp. Lớp đó là ArrayList. Và người ta đã viết một số cái thuộc tính và một số cái phương thức để xử lý cái mảng rồi. Thì khi các bạn đã khai báo A là kiểu ArrayList thì các bạn sẽ có một số phương thức, ví dụ add. Bây giờ đây 1 2, bạn thấy hai cái này có cùng tên không? Cùng không? Người ta đang dùng kỹ thuật gì? Nạp chồng, mới vừa nói hồi nãy xong. Nhập vô một đối tượng cũng được. Nhập vô vị trí và đối tượng cũng được. Add on. Cũng add on luôn. Hai phương thức. Có những phương thức trùng nhau thì chúng ta gọi là người ta đang viết nạp chồng. Ví dụ remove. Remove object. Remove index. Ví dụ như trong mảng của bạn có số 5, bạn remove 5 thì tự động nó đi tìm chỗ nào có số 5 nó remove. Đó, object của chúng ta. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thêm vô đây. Ví dụ như Bình. Ví dụ như quên. Tự nhiên A chấm gì? A chấm add chứ tự nhiên A chấm Bình đâu ra? Rồi, add Bình. Thầy tiếp theo. A chấm add tiếp. À 5. Tiếp. A chấm add một cái đối tượng là true. True. Ok. Cái kiểu gì nó cũng cho hết. Chuỗi cũng cho. Số cũng cho. Rồi chỗ này thầy để cho nó khác khác xíu. Chỗ này thầy để là 5.5 đi. Chỗ này thầy để là A chấm add. Ví dụ như là 2000 đi. Ví dụ như thế.
thì chúng ta sẽ có đối tượng này có tên là, điểm là, giới tính là, năm sinh là. Được không? Ví dụ như vậy, chúng ta muốn gán cái gì cũng được hết á. Bởi vì cái này là freestyle. Không kiểu. Không kiểu là kiểu gì cũng chơi. Đúng không? Đấy. Bây giờ xuất ha. S out. Xuất nè. Mình xuất trước là độ dài đi, dễ biết nhất. Độ dài mảng cộng với A chấm gì nhỉ? À, A chấm sai. Hay quá. A chấm sai. Và bạn cố gắng đọc giúp cho thầy. Sai. Kiểu dữ liệu trả về là in. Đọc cái này. Sai kiểu trả lời là in. Ok. Cái độ dài mảng 4. Bây giờ mình thêm cái đi. A chấm nam chạy lại độ dài mảng 5. 1 2 3 4 5. Được không? Đấy. Rồi, xuất ra. Xuất for gì nào? In y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn. À, a chấm sai y cộng cộng s out. S out cái gì? A chấm. Hay quá. Get. Vị trí. Vị trí gì? Các bạn quá xuất sắc. A chấm get ha. Chạy nào. Độ dài 5. Bình nam 5.5 true 2000. Được chưa? Như vậy thì cái mảng của mình hiện nay freestyle, không có kiểu. Mảng A là không kiểu ha. Bây giờ thầy sẽ khai báo một cái mảng khác. Mảng B. Array list. Array list B bằng new array list. Và chỗ này thầy khai báo cho nó kiểu là string. Kiểu string. Mảng B. Và tương tự dưới này. Tương tự dưới này. Thầy ghi là B at. Ví dụ như là hồng chấm phẩy không lỗi b chấm et 8 b chấm et 8. Chỗ này hiện nay các bạn thấy chỉ định nè, chú ý nha, chú ý hồng là chuỗi, 8 là số, nó vẫn chấp nhận, nhưng chỗ này bạn đưa vô đây giúp thầy kiểu string. Và bạn chỉ định chính xác rằng mảng B chỉ chấp nhận string thôi. Và 8 không cùng hệ lỗi. Không cùng hệ bởi vì kiểu của mình là string. Chỗ này nếu cần bạn đưa vô đây số 8. Thì 8 này nó chấp nhận, lý do 8 này ở dạng chuỗi. Chứ số nó không chấp nhận. Và từ đây, đối với mảng B, chỉ có chuỗi. Ngược lại, không có kiểu nào khác.
Ví dụ một cái mảng C, mảng C, chỗ này chúng ta khai báo mảng C và chúng ta khai báo ở đây là INI, thì chúng ta phải đổi gì? Được khởi tạo IN. Chú ý chỗ này, chú ý. Đối với lại string thì nó chấp nhận, mà tại sao IN không chấp nhận? Tiếp tục lỗi kệ nó, để đó đi. Bây giờ thầy không dùng IN này mà thầy dùng IN integer, được chưa? Phía sau integer. Vậy mình kết luận gì? Kết luận gì? Khi nào thì không lỗi? Kiểu dữ liệu được chỉ định phải là, phải là tại sao IN này lỗi mà IN này không lỗi? IN nhỏ là gì, IN lớn là gì? IN nhỏ là gì? Đúng rồi, nó lớn lên. Nguyên thủy. IN lớn là gì? Lớp bao. Ok. Rồi chỗ này mình cho D đi ha. Bây giờ đối với E nè, mình để khẳng định lại một cái nữa nha. Ví dụ như là thầy cho E đi, thầy chỗ này thầy ghi là double. Double lỗi ha. Chỗ này biến nó thành chữ hoa. Chữ hoa hết lỗi. Vậy khẳng định nha. Đối với kiểu mà khai báo cho array list, mình phải dùng lớp bao. Chính xác. Kiểu nguyên thủy nó không chấp nhận nha. Còn hỏi tại sao? Thầy không biết. Ủa sao thầy biết được? Cái này là do cái người, người ta viết cái ngôn ngữ này ra, người ta quy định vậy. Đúng không? Làm sao mà hỏi thầy, ủa tại sao kỳ vậy thầy? Không giải thích chi sâu vậy? Giải thích thì vẫn được, nhưng mà giải thích chi sâu vậy? Cái nào chấp nhận được thì chấp nhận đi, rồi từ từ hiểu. Được chưa? Tại vì lớp bao, bởi vì bản thân cái array list này nó là một class, nó sử dụng lớp bao để nó tận dụng lại một số cái phương thức mà cái kiểu dữ liệu đó đã được xử lý rồi, cho nó nhanh. Còn bây giờ mà biểu nó đưa kiểu double vô là nó phải đi xử lý nữa, nó phải viết lại. Và cái ông mà ông viết ra cái class mà array list này nè, ông quy định là phải dùng lớp bao để cho ông tận dụng lại các class, các cái method của các cái lớp bao cho nó nhanh. Nó đơn giản thế. Chứ người ta đã viết rồi, tự nhiên mình viết chi nữa. Cho nên ổng ép các bạn phải dùng lớp bao là vậy. Rồi ok, cái này lỗi ha. Cái này lỗi. Như vậy là mình đã hiểu được array list nè, cách khai báo freestyle là không có đưa cái dấu lớn hơn bé hơn. Nếu bạn đưa vào thì bạn chỉ định cái mảng đó chỉ duy nhất một kỹ dữ liệu, được không? Và có một điều cực kỳ đặc biệt ở đây, một điều cực kỳ đặc biệt mà chúng ta sẽ sử dụng là, giả sử thầy tận dụng cái lớp 4 vô, sinh viên nha, copy, paste qua đây. Rồi,
Bên class slide 5 của mình có sinh viên chưa? Khi mà bạn paste vô, nó yêu cầu là đổi package hồi nãy đó, thì tự động nó đổi luôn nha. Cái này là từ slide 4 mà thầy copy vô, tự động nó đổi thành slide 5 luôn đó. Sinh viên, có mã sinh viên, điểm, nhập, xuất, tính tuổi. Được không? Bây giờ, hôm trước mình có sản phẩm và các bạn nhập hai sản phẩm, các bạn phải làm gì? Khai báo sản phẩm 1 và sản phẩm 2. Đúng không? Bây giờ thầy sẽ có một mảng N sinh viên. Còn N đó bao nhiêu tùy. Muốn nhiều cũng được. Bởi vì nó là array list, số lượng không cần biết trước. Không đứa cũng được. Ngàn đứa cũng được. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ làm gì? Array list. Rồi, array list. Kiểu dữ liệu là gì? Sinh viên, đúng rồi. Kiểu dữ liệu là sinh viên. Là danh sách sinh viên bằng new array list. Rồi, chỗ này sinh viên. Đó, rất hay. Được không? Chỗ này, ví dụ thầy muốn nhập 5 sinh viên. For in y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn 5 chấm phẩy y cộng cộng. Rồi, làm gì? Danh sách sinh viên. Làm sao? Danh sách sinh viên chấm chỗ này, khi mà các bạn add vào thì nó sẽ hỏi nè, đây cái tham số đầu vào của mình là một sinh viên. Tham số đầu vào của mình là một sinh viên, cho nên tạm thời chỗ này bạn sẽ khai báo một cái sinh viên SV tạm chỗ này giúp thầy bằng new sinh viên chấm phẩy SV chấm nhập, và bạn sẽ add cái SV vào đây. Như vậy bạn đã có được danh sách 5 sinh viên. Cái danh sách sinh viên ở trên là để lưu tất cả sinh viên trong lớp. Mà muốn có một sinh viên thì bạn phải create một sinh viên ở đây để bạn nhập. Sau đó thì bạn mới lưu sinh viên này vào. Được không? Bây giờ xuất for y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn 5 cũng được, hoặc là nhỏ hơn danh sách sinh viên chấm size cũng được, y cộng cộng. Và lúc này chúng ta có danh sách sinh viên chấm get vị trí. Khi mà mình get ra một vị trí thì nó trở thành một sinh viên. Mà một sinh viên thì nó có phương thức xuất mình đã viết ở bên kia. Cứ nhìn, cứ xài. Xài qua 2-3 lần, quen tay, quen mắt. Thì lúc đó đã hiểu cũng được. Không cần hiểu ngay lúc này. Cách mà các bạn học đối với thầy chỗ này. Thấy thầy viết cái gì, cứ viết lại. Riêng cái đoạn này thôi nhé. Riêng cái đoạn phức tạp này nè, cứ thấy thầy viết cái gì, viết lại cái đó. Xài đi. Xài mà cảm giác nó quen tay đi. Mình gõ nó quen tay, mình nhìn nó quen mắt. Thì lúc đó mình quay lại mình kêu, ủa cái nãy đâu ra vậy? Được chưa?
bởi vì bài này nó khó, nó phức tạp, cho nên mình đổi cách tiếp cận, được không? Tiếp cận bằng cách cứ xài đi đã, xài cho nó quen một vài lần ha. Rồi bây giờ mình sẽ có danh sách 5 sinh viên nè. Mã số sinh viên, à họ tên sinh viên, à năm sinh 2000, điểm 6. Mã số sinh viên nghe nó hơi kỳ kỳ đúng không? Đúng ra mình nói là hãy nhập sinh viên 1, sinh viên 2, sinh viên 3. Thôi kệ, chưa làm. B. B. Năm sinh 2001, điểm 9. Mã số sinh viên C. Họ tên C. Năm sinh 2002, điểm 7. Mã số sinh viên D. Họ tên D. Năm sinh 2004, điểm 6. Mã số sinh viên E. Tên E. Năm sinh 2007, điểm 4. Rồi, đây. Chỗ này là họ tên, họ tên, họ tên là nhập đúng không? Họ tên là nhập. Còn xuống chỗ này bắt đầu xuất nè. Mà do mình chưa có làm cho nó khác đi cho nên mình tưởng nó là nhập. Họ và tên nè, năm sinh nè, tuổi nè, điểm nè, họ và tên là nó đang xuất á. Chỗ này là nó đang xuất á. Mà do mình viết nó giống giống nhau quá thì mình cứ tưởng nhập, nhưng mà cái đoạn này là nó đang xuất này, có tuổi nè. 20 tuổi, 17 tuổi nè. Như vậy mình đã viết được cái đoạn gì? Nhập sinh viên, xuất sinh viên. Cái phương thức nhập này mình đã từng viết chưa? Rồi, phương thức xuất này mình đã từng viết rồi. Xong rồi Simon giai đoạn 2 đó. Đúng không? Quản lý sinh viên. Đúng không? Thì thêm vài phương thức nữa là sắp xếp, nào là xếp loại, nào là cái gì đó, đúng không? Ừ. Thì cơ bản là cái code của nó là xong rồi. Cái code của nó là xong rồi. Bạn tạo được một cái lớp sinh viên để quản lý. Sau đó bạn tạo được một cái release. Thì sau này mình sẽ học thêm một vài bài nữa là sắp xếp mảng. Sắp xếp mảng thì y chang như là cái sắp xếp mà bữa hôm trước. Ghép điểm ra, so sánh điểm. Còn không, sau này mình sẽ sắp xếp dựa trên cái collection luôn. Thay vì là mình sắp xếp từ mình sắp bằng tay, mình sẽ dùng hai dòng for để mình sắp. Thì mình có một cái class là collection, nó tự sắp cho mình luôn. Được chưa? Như vậy là các bạn đã đi vào một cái môi trường với cái công cụ lập trình của mình nó phong phú hơn, phức tạp hơn, và nó làm được nhiều thứ hơn. Đấy, hấp dẫn ha.